Xin chào Quỳnh Chi, em khỏe không? Dạ vâng, em khỏe. Chị nghe nói là em vừa được mời và đã trở thành đại sứ sinh viên chính thức, gọi là Student Ambassador của trường Taylors College ở Sydney đúng không? Dạ vâng ạ. Chị chúc mừng em ở vai trò mới này nha. Chị vừa nghe tin xong là chị phải liên hệ với lại Chi liền để chị muốn trao đổi với em một chút về hành trình du học khá đặc biệt của em. Để các bạn ở Việt Nam đang có ý định du học Úc và muốn được ưu tiên bay sang Úc sớm thì có thể thêm những cái thông tin hữu ích từ Quỳnh Chi để tăng thêm động lực cho các bạn bắt đầu ngay từ bây giờ luôn. Em sẵn sàng chưa? Dạ vâng ạ. Ok, mình bắt đầu. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của SOL Edu. Chị là Trong, Freeo, tư vấn viên, và hôm nay chúng ta có vị khách mời rất dễ thương là bạn Quỳnh Chi, một du học sinh Việt Nam đã sang Úc học khóa dự bị đại học Foundation Years và sau đó tiếp tục theo học bậc cử nhân song bằng Double Degree ngành sư phạm và ngành khoa học tự nhiên của trường Đại học Sydney, University of Sydney. Và bạn ấy đã về Việt Nam vì ảnh hưởng của dịch Covid giữa cái quá trình học của mình, nhưng mà bạn đã không để việc học của mình bị dở dang mà là quyết định sẽ học online tại Việt Nam. Và chị hiểu đây là một sự lựa chọn không hề dễ dàng, cho nên là hôm nay chị đã mời bạn Quỳnh Chi dành thời gian để chia sẻ với tất cả chúng ta về trải nghiệm du học online của bạn xem có gì đặc biệt nha. Xin chào Quỳnh Chi, em có thể giới thiệu về bản thân mình một chút được không? Dạ, em tên là Quỳnh Chi và em đang học đại học tại trường University of Sydney, và ngành học của em là sư phạm và khoa học tự nhiên chuyên về toán và business study. Chị có thắc mắc một chút là vì em đi du học sau khi học xong lớp 11 ở Việt Nam để vào khóa dự bị đại học thì vẫn chưa được phổ biến lắm với các bạn du học sinh. Tức là em không có hoàn thành lớp 12 mà em đã đi du học Úc được rồi. Và sau khi mà em học xong cái khóa dự bị đại học thì Quỳnh Chi vào thẳng chương trình cử nhân luôn mà không cần bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của lớp 12 gì hết. Cho nên là chị muốn hỏi là vì sao mà em lại lựa chọn đi du học từ sớm như vậy? Và em bắt đầu nghĩ đến việc du học và chọn trường cũng như là bắt đầu làm hồ sơ từ năm lớp mấy vậy Chi? Thì em bắt đầu có ý định đi du học là vào năm lớp 10. Và tại vì quá trình làm hồ sơ thì đều được có các chị hướng dẫn làm, thế nên cũng rất là suôn sẻ, không có quá gì nhiều điều khó khăn. Và em quyết định đi du học sớm như vậy là bắt đầu kết thúc lớp 11 thì đã đi rồi, là để tiết kiệm thời gian. Tại vì có khóa Foundation ở trường đại học mở ra để hỗ trợ các sinh viên, thì em sang bên đấy em cũng học, gọi là có một cái kiến thức rất là nền tảng để vững chãi để bước vào đại học. Và em tìm hiểu thì cái khóa Foundation đấy rất là hay, tại vì ở Việt Nam thì em phải học 12 môn ở năm lớp 12 và sau đó em phải thi đại học. Nhưng mà bằng đại học này thì nếu mà cũng không quá là quan trọng đối với cả em, thế nên là em đã quyết định là học khóa Foundation để vào thẳng luôn đại học. Như vậy thì em sẽ có gọi là cái kiến thức nền tảng vào đại học luôn. Tại vì ở bên đấy là người ta sẽ dạy tất cả những cái kiến thức của đại học luôn ấy ạ. Và nó sẽ gọi là thiết thực hơn là nếu mà em học lớp 12 ở đây và đấy là những kiến thức ở Việt Nam, thì sang đại học nó cũng có một cái khoảng trống nhất định ấy ạ. Nên quyết định là đi thẳng luôn để thứ nhất là tiết kiệm một năm, không phải gọi là quá là nhiều, mất nhiều thời gian. Vâng. Chị thấy là cái khóa dự bị đại học Foundation Year là một cái nền tảng rất là tốt cho tất cả các bạn mà muốn sang học đại học ở Úc, tại vì nó giống như cái bước đệm đúng không? Thì các bạn sẽ làm quen với lại môi trường đại học luôn để không có mất thời gian của các bạn. Thì như vậy là em sang Úc khi mà em chưa đủ 18 tuổi đúng không? Vậy thì lúc mà mới chân ướt chân ráo từ Việt Nam qua một cái nơi xa lạ như vậy thì em có gặp khó khăn gì không? Vâng, tại vì em dưới 18 thế nên cũng có một vài cái hạn chế mà học sinh dưới 18 không được làm. Ví dụ như là phải chịu sự giám sát, không phải giám sát mà là chịu sự quản lý của một cô ở bên đấy, gọi là cô kiểu guardian ấy ạ. Và khi mà ở bất kỳ một, ví dụ em ở homestay hoặc ở ký túc xá thì cũng phải chịu trách nhiệm của người quản lý ở đấy, thế nên cũng có một vài bất tiện nhất định. Nhưng mà em nghĩ là cũng không gọi là quá là khó khăn, tại vì có sự giúp đỡ của mọi người thì cũng đơn giản, mọi chuyện cũng đơn giản hơn rất nhiều. Ok, như vậy thì các bạn dưới 18 tuổi mà du học Úc thì thường là sẽ có lựa chọn là ở ký túc xá do trường quản lý đúng không? Thì em có thể chia sẻ thêm là cái ký túc xá của em đi bộ tới trường thì có thuận tiện không? Thì cuối tuần mà đi chơi thì xin phép người quản lý như thế nào? Rồi việc kết bạn của em ở ký túc xá cũng như ở trường thì nó như thế nào? Em có thể chia sẻ với mọi người được không? Ký túc xá em ở thì không phải là ký túc xá của trường em, nhưng mà lúc mà em chọn ký túc xá thì em cũng đã chọn một ký túc xá gần trường, gọi là tại vì các trường đại học ở bên Úc nó cũng khá là cũng không cách xa nhau quá nhiều ấy ạ. Thế nên là em cũng chọn đúng cái ký túc gần trường của em. Chuyện quản lý ở ký túc xá thì thật ra chỉ có duy nhất một quy định là em phải về trước 10 giờ để ký vào một cái, tại vì tất cả các bạn dưới 18 thì phải ký vào một tờ giấy để gọi là gì ạ? Giống như là xin phép đúng không? Giấy ra vào thì mình sẽ có đăng ký rồi phải có giống như sign in sign out đúng không? Đã vâng, sign in sign out là phải thừa nhận là mình sẽ ở trong ký túc xá đấy từ 10 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng hôm sau. Là vào cái tờ giấy đấy trước 10 giờ. Đấy là cái quy định duy nhất. Còn nếu mà em muốn đi chơi vào buổi sáng, buổi chiều thì đấy hoàn toàn là quyền của em. Kiểu người ta không quản lý quá nhiều về chuyện đấy ạ. Thì em có cái thời gian em ở Úc và du học cái giai đoạn đầu như vậy thì em có cảm nhận như thế nào? Em thấy thích không? Tức là mình xa nhà, mình có những cái trải nghiệm mới á. Thì em cũng phải thừa nhận là tại vì bình thường 18 năm thì vẫn toàn ở cùng với cả bố mẹ, thế nên là lúc mà được đi sang cũng gọi là rất là mới lạ. Tại vì bên đấy cũng có bạn bè và có nhiều người ở cùng ấy ạ. Thế nên cũng không cảm thấy cô đơn quá nhiều. Nó cũng rất là mới lạ trong mắt của em lúc đấy, thế nên là em cũng rất là vui. Vâng, cũng không quá là gặp nhiều khó khăn lắm, gọi là cũng có nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhưng mà cũng cũng không quá là có nhiều niềm vui để nó gọi là phải lấp bớt nỗi buồn nhớ nhà đúng không? Thì chị cũng muốn hỏi luôn là tại sao em lại chọn học double degree là song bằng giữa cái ngành sư phạm với ngành khoa học tự nhiên, tức là Bachelor of Education và Bachelor of Science đúng không? Dạ vâng. Đấy là thứ nhất, đấy là quy định của trường là phải học, nếu mà em muốn có bằng cử nhân sư phạm ở trường thì em phải học 2 bằng double degree như thế. Nhưng mà lý do mà em cũng đồng tình với cả cách này của trường, tại em cũng thấy là đây là một điều rất là hợp lý. Tại khi mà em ra khỏi trường thì em có 2 bằng, em có thể lựa chọn là hoặc là tiếp tục học sâu vào ví dụ học sâu vào education, học sâu vào sư phạm, hoặc là em ra làm giáo viên. Và nó rất là nhiều lựa chọn, khi mà rất là tiện khi mà em có 2 bằng ở trong tay. Và bình thường nếu mà học 1 bằng sẽ mất 3 năm, có nghĩa là nếu mà em học 2 bằng riêng biệt thì sẽ mất 6 năm. Nhưng mà thì lại tạo điều kiện cho là học cả 2 bằng thì mất 5 năm thôi, có nghĩa là mình tiết kiệm được 1 năm. Vâng, thế nên là em quyết định là theo cái con đường đấy của trường đã gợi ý cho. Đúng rồi, tại vì tất cả đa số các ngành Bachelor, các bằng cử nhân khác ở Úc thì thường là học 3 năm, nhưng mà riêng là Bachelor of Education là học tới 4 năm lận. Cho nên là nếu mà tính ra mà Bachelor of Education với lại Bachelor of Science đó, là tổng cộng là tới 7 năm lận đó Chi. Nhưng mà nếu mà em học 5 năm là em đã tiết kiệm được tới 2 năm lận đó nha. Như vậy thì nếu mà học 2 ngành cùng một lúc thì có áp lực và có khó quá cho em không? Em thấy sao? Cá nhân em thấy thì đây là chuyện riêng vào ngành của em thôi. Có nghĩa là em học 2 bằng như vậy, nhưng mà em lại có được một quyền lựa chọn nữa là em được quyền dạy 2 môn. Có nghĩa là em sẽ học 3, gọi là 3 cái ngành khác nhau ở trong cùng một kỳ. Thì cái chuyện này cũng thỉnh thoảng nó cũng hơi áp lực một xíu, nhưng mà được đổi qua đổi lại, gọi là được đổi không khí giữa các ngành thì nó cũng khá là mới lạ, khá là vui. Nó không bị quá. Em cũng nhiều lúc cũng áp lực, nhưng mà cũng cảm thấy vui vì được học được nhiều ngành như thế. Như vậy thì em chỉ được biết là em về Việt Nam từ năm ngoái, là chắc tầm khoảng tháng 8, tháng 9, 2020 hả em? Thì từ đó đến nay là khoảng hơn một năm thì em vẫn học online đúng không? Thì dạ. Em đã chọn học bao nhiêu môn một kỳ? Một kỳ thì thường mọi người sẽ chọn 5 môn một kỳ. 4 môn, mọi người sẽ chọn 4 môn một kỳ. Nhưng mà tại vì em học toán, mà toán thì chỉ có 3 credit một môn, thế nên là em phải chọn 5 môn một kỳ. Ok. Vậy là em học online mà em đã chọn học luôn 5 môn luôn đó hả? Như vậy thì em sắp xếp thời khóa biểu như thế nào khi mà múi giờ của Úc với lại múi giờ của Việt Nam lệch nhau 3 tiếng? Thật ra thường thì em sẽ chọn những cái môn gọi lớp tutorial hoặc là lecture thì là recording, là ở trên website của trường rồi. Thế nên cũng không quá bị trùng cái giờ của lecture, nhưng mà giờ của tutorial thì em thường chọn vào những cái lớp buổi chiều thì em sẽ không phải dậy quá sớm để học. Nói chung là tại vì cái thời khóa biểu của em là do em quyết định và trường trường cho chọn là mình thích học vào lúc nào, thời điểm nào. Thế nên là nhất là cái chuyện học online này thì toàn bộ thời gian và tất cả mọi thứ thì đều là nằm trong tay của mình và mình phải tự quản lý cái thời gian. Có nghĩa là trường sẽ cho rất là nhiều cái tài liệu để mình nghiên cứu, mình học, và thời gian là phải mình phải quản lý. Như vậy là nó cũng rất là linh hoạt đúng không? Là em sẽ được chủ động để em sắp xếp thời gian. Và khi mà mình học online thì nó sẽ có hai cái chia ra, một cái là lecture là thu sẵn đúng không? Còn một cái là tutorial là sẽ tương tác trực tiếp với giáo viên qua màn hình đúng không? Thì là em chỉ cần sắp xếp những cái lịch học nó hợp lý với thời khóa biểu của em ở Việt Nam là em có thể học một lúc 5 môn một kỳ. Trời, chị thấy là rất là đáng nể luôn á. Và chị muốn hỏi là mọi người chắc chắn biết là việc gì cũng sẽ có ưu và khuyết điểm riêng. Như vậy thì theo Chi đó là ưu điểm lớn nhất và khuyết điểm lớn nhất của việc học online với em là gì? Ưu điểm lớn nhất của việc học online là nó rất là linh hoạt, nhưng mà đấy cũng là khuyết điểm lớn nhất. Tại vì là linh hoạt ấy thì em sẽ có thể tự quản lý được thời gian của mình theo cái ý mà mình muốn. Rồi em muốn dậy từ 9 giờ em học và hoặc là em dậy từ 6 giờ em học thì đấy là hoàn toàn theo quyết định của em. Nhưng mà cũng là tại vì linh hoạt như vậy, thế nên là thỉnh thoảng em sẽ kiểu hơi bị nhụt chí. Tại không có cái bài, mình sẽ bị kiểu áp lực và cái bài tập mà mình phải làm, nhưng mà cái thời gian mà khi mà mình tiến đến cái bài tập đấy thì nó rất là linh hoạt, thế nên là thỉnh thoảng em không thể kiểm soát được hết thời gian của mình, hoặc là kiểu cái khả năng quản lý thời gian của mình còn kém ấy ạ. Thì khi mà dồn hết vào đến cuối cùng thì lúc đấy mới bắt đầu gọi là bị stress, bị đấy. Tôi hiểu mà. Thì nói chung là thường là nếu mà mình học online thì giờ mình sẽ có thể tự luyện tập thêm một cái kỹ năng mềm khác, đó là quản lý thời gian đúng không? Em tức là sẽ đưa vô tình thế bắt buộc là phải luyện tập kỹ năng quản lý thời gian để mình có thể sắp xếp học thật là tốt và không có để bị dồn tới cuối. Và nếu mà bị dồn tới cuối thì mình vẫn có thể xoay sở được, thì mình sẽ có thêm những cái kỹ năng khá là tốt trong cuộc sống sau này đó Chi. Không sao đâu em. Vậy thì chị thấy là việc học online vẫn còn khá mới mẻ với nhiều bạn, cho nên là em có những cái bí quyết, kinh nghiệm nào rút ra được trong một năm vừa qua để mà học online hiệu quả và em có thể chia sẻ với các bạn được không? Việc học online thì tất cả mọi người đều biết là học online sẽ có ít tương tác hơn với cả nhà trường. Vậy thì em nghĩ là việc tham gia những cái đầy đủ những cái lớp tutorial là rất là quan trọng để mình kiểu có một cái liên kết với cả mọi người, với cả bạn bè. Tại vì học online thì nó chỉ là một cái máy tính ở trước mặt mình thôi, thì mình phải tìm cơ hội, mình phải tìm gọi là đủ những cái service mà trường đã đưa ra để có thể cố gắng gọi là có một cái gọi là liên kết sâu nhất với cả trường và với cả các bạn học cùng nữa. Thì em nghĩ đấy là điều quan trọng. Và thứ hai là quản lý thời gian nữa. Tại Thực sự em học online thì mình phải quản lý thời gian một cách gọi là tốt nhất để việc học của mình nó suôn sẻ. Và em cảm thấy quản lý thời gian là cái quan trọng nhất với cả khi mà học online, em phải nhấn mạnh. Vâng, chắc chắn rồi. Thôi chị hỏi Chloe, chị hỏi Quỳnh Chi một câu nữa thôi ha. Câu cuối, một cái câu rất là kinh điển. Đó là nếu mà có thể cho các bạn khác đồng trang lứa với mình một lời khuyên về du học Úc giữa tình hình dịch Covid như hiện nay thì là Quỳnh Chi sẽ nói gì? Em cảm thấy các bạn cứ đi cũng không có quá là nhiều khó khăn, và mọi người ở trường, các bạn đều cũng rất là giúp đỡ mình rất là nhiều, và nó cũng không khó đến mức đấy. Khi mà mình nghĩ là học online thì cảm thấy mọi người đều gọi là nhục trí, mọi người đều không quá là thích cái việc đấy, nhưng mà em cảm thấy học online cũng không đến mức kinh khủng đến mức đấy, và nó cũng là một cái trải nghiệm mới, tại vì bây giờ là một thời đại mới rồi, chúng ta cứ tiến lên để có một cái trải nghiệm nó khác so với cả những cái gì truyền thống. Và em cũng biết là em cũng mong là cái tình hình này sẽ được cải thiện để mọi người đều quay trở lại học những cái lớp truyền thống nhất. Thì chị thấy là với các bạn học sinh mà chọn học online trong lúc mà bạn về nước đó, thì khi mà cái biên giới của Úc mở ra thì chắc chắn là sẽ không mở ra đồng loạt cho tất cả mọi người cùng bay vào một lúc, đúng không? Thì sẽ có giống như cái số lượng giới hạn mỗi tuần sẽ được đón bao nhiêu du học sinh và bao nhiêu khách du lịch. Thì với các bạn du học sinh mà đã có học online với trường trước đây rồi như là Quỳnh Chi á, thì chắc chắn sẽ được ưu tiên để xếp được bay vào Úc sớm để các bạn có thể tiếp tục học trực tiếp tại trường và có thể hoàn thành cái khóa học của mình đúng thời hạn. Cảm ơn Quỳnh Chi rất nhiều đã dành thời gian cho SOL Edu ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến lúc này. Chị chúc Quỳnh Chi thật là nhiều sức khỏe và năng lượng tích cực để tiếp tục học tốt và có những trải nghiệm tuyệt vời trong thời gian giữ cái nhiệm vụ đại sứ sinh viên của trường Taylors College ha. Và các bạn học sinh sinh viên Việt Nam thân mến, nếu các bạn chưa có subscribe kênh YouTube của SOL Edu thì các bạn hãy làm ngay và luôn, nhấn vào nút subscribe để theo dõi được những chia sẻ hữu ích và thực tế từ các bạn du học sinh Việt Nam tại Úc như là bạn Quỳnh Chi nha. Chị Freeo và bạn Quỳnh Chi xin chào tất cả các bạn. Bye.